Bạn ơi, hãy coi người Mỹ vận chuyển đồ nha. Trời ơi, mấy cái tấm này nặng lắm các bạn ơi. Quá nặng luôn. Coi chừng đụng xe của tôi nha. Các bạn thấy gì, mấy cái tấm này nó nặng lắm các bạn ơi. Nó mà đè một cái là dẹp luôn á. Sức người không thể nào ghiêng nổi được. Vô đi anh ơi, vô đi bác tài ơi. Bữa nay cái chiếc xe này họ lấy bự hơn các bạn. Quá đã luôn, trời. Họ phải để cái cục ở dưới để cho nó khỏi dơ. Wow, cái cây này nó hay quá các bạn. Quá dữ luôn. Trời, họ làm rất là gọn nhẹ các bạn. Mình sợ là họ đụng 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 cái tường của mình, nhưng mà họ không đụng các bạn. Quá hay luôn. Ok. Dữ dội. Mấy cái này nặng lắm nha các bạn. Giỡn hoài. You. Bây giờ mình ký tên. Yes, thank you, sir. Yeah, no problem. Then I got your receipt for you, too. Ok, thank you. Ký tên cái đó. Thank you, have a good day. You too. See you, thank you. Bây giờ họ lôi xe ra, họ lôi xe ra xong rồi họ sẽ đi về. 40 tấm driver các bạn ơi, họ để vô nhà của mình nó quá là gọn luôn. Oh my. Đó. Trời, cái bánh xe này nó để lại dấu ở trên nhà của mình này. Đó, họ họ sẽ đút cái xe của họ vô trỏng. Trời ơi, nhìn nè. Trong họ nâng cái xe của họ lên, họ đi vô. Công nhận họ thiết kế chiếc xe này hay các bạn. Hello. Bây giờ mình mua 40 tấm driver tại chợ Lô. Nó được nó đút vô nhà một cách rất là gọn gàng luôn. Đắp chú. Bây giờ mấy anh này anh sẽ chạy về. Trời nay khá là lạnh. Như vậy là xong một ngày. Để mình coi họ về chiếc xe này ra. Chiếc xe này khá là dài bạn. Để coi họ về chỗ này ra làm sao ha. Mấy cái người lái mấy chiếc xe này khá là cừ. Cái chỗ này nó hơi chật so với chiếc xe này. Nó thực sự là như vậy. Nó về ra về vô cũng khó nữa. Mình mà về chiếc xe nhỏ của mình thôi mà cũng khó nữa. Nó chỉ là xe, về chiếc xe dài như vậy các bạn. Đó, thì thường thường họ đi họ sẽ đem theo cái xe đó để mà họ chở những cái đồ nặng, không cần phải ghim tay giống như mình hồi xưa các bạn. Hồi xưa phải ghim tay chết mồ luôn á, bây giờ là ghim bằng cái máy nó rất là nhẹ. Nhìn nè, họ đem 40 tấm driver lên vô nhà mình một cái rụp luôn. Nó đơn giản thì thôi luôn á, đúng là công nghệ hiện đại thiệt. Nó là chị bây giờ nhân viên họ sẽ đưa cho mình receipt, xong rồi họ sẽ đứng đó, họ sẽ ký tên giống như là ok, để mình cho các bạn coi ha. Rồi, bây giờ họ sẽ dè ra để coi họ dè ra làm sao đây. Làm sao mà họ lấy cái đầu, làm sao mà họ lấy cái đầu qua được. À.
À, họ lùi ngược qua bên kia các bạn ơi.